Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì theo như yêu cầu của một số bạn, thì trong video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng một app chỉnh sửa video có thể gọi là rất ngon dành cho điện thoại di động, cả Android và iOS các bạn nhé. Hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản để mà chúng ta cắt ghép chỉnh sửa video, thêm nhạc, sửa màu, chèn lớp đủ kiểu mà lại hoàn toàn miễn phí và không bị chèn logo bản quyền khi xuất video ra, đó rất là ngon luôn. Đây, ứng dụng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là ứng dụng CapCut. Ứng dụng này đã có trên cả Android và iOS các bạn nhé. Và cực kỳ là nhẹ luôn, có thể sử dụng cho mọi điện thoại. Rồi, nếu như các bạn chưa có ứng dụng này thì các bạn cứ vào CH Play hoặc là App Store, rồi tìm kiếm với từ khóa là CapCut đó, sẽ ra thôi. Đây, chính là ứng dụng này các bạn nhé. Hãy để ý biểu tượng logo của ứng dụng và cài cho đúng nhé. Đó, chính là ứng dụng này, các bạn hãy cài đặt lên điện thoại. Ứng dụng này cực kỳ là nhẹ luôn, chỉ có 46MB thôi. Rồi, sau khi cài đặt thành công, các bạn hãy mở ứng dụng ra. Đây chính là ứng dụng này các bạn nhé. Đó, hãy mở ứng dụng ra. Lần đầu tiên thì sẽ hiện ra một số cái như thế này, các bạn nhấn vào thôi. Rồi, để chỉnh sửa video thì các bạn nhấn vào New Project ở đây. Cho phép CapCut truy cập ảnh đa phương tiện, các bạn nhấn cho phép nhé. Rồi, đến bước này là các bạn sẽ thêm những video mà các bạn muốn chỉnh sửa vào. Đó, muốn ghép những video nào lại với nhau thì các bạn cứ thêm vào nhé. Các bạn chọn video nào thì chạm vào hình dấu chấm tròn ở góc video đó nhé. Đây, chọn vào hoặc là nhấn vào video. Sau đó các bạn có thể nhấn vào đây để chọn. Đó. Ví dụ như là các bạn quay được một loạt video, các bạn muốn ghép lại thành một video thì các bạn cứ chọn hết tất cả các video các bạn muốn ghép lại vào nhé. Rồi, sau khi chọn xong, các bạn nhấn vào Add ở đây để mà thêm vào, chỉnh sửa. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng chức năng một để mà các bạn chỉnh sửa video nhé. Mình sẽ giới thiệu trước những tính năng cơ bản nhất mà thường sử dụng để chỉnh sửa video. Rồi, đầu tiên đó chính là ghép video thì các bạn cứ thêm vào như vậy thôi. Các bạn cứ thêm những đoạn video vào cùng nhau thì sẽ ghép thành một video. Đây, ví dụ video trong văn phòng, video ngoài trời, đó lúc nãy tôi chọn thì nó sẽ được ghép lại thôi. Hoặc là muốn thêm một đoạn khác thì các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây và các bạn chọn video thêm vào thôi. Như vậy thôi. Xong. Đã thêm một đoạn khác vào. Các bạn có thể sắp xếp lại các đoạn video nhé. Ví dụ như các bạn muốn đoạn này về đầu chẳng hạn thì các bạn nhấn vào kéo về đầu. Đó, thế thôi. Hoặc là muốn chèn vào cuối thì chọn vào cuối, chèn vào giữa thì các bạn chọn vào giữa thôi. Đó. Cách ghép video chính là như vậy. Và các bạn để ý cái mũi tên cong cong ở trên này nhé. Đây là quay lại và chuyển tiếp. Giả sử như các bạn làm lỗi một bước nào đó thì các bạn có thể nhấn vào nút này để mà quay lại bước trước. Như vậy thôi. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là hiệu ứng chuyển cảnh. Thì đây, khi các bạn tách video ra hoặc là các đoạn video nối với nhau sẽ có một ô vuông màu trắng ở đây. Thì các bạn nhấn vào ô vuông đó sẽ hiện ra hiệu ứng chuyển cảnh. Thì các bạn có thể tích vào để mà di chuyển hiệu ứng. Sẽ có rất nhiều hiệu ứng chuyển cảnh, các bạn có thể lựa chọn. Đó. Chọn xong hiệu ứng, các bạn có thể thay đổi thời gian của hiệu ứng đây. Nhanh, chậm, nó là như vậy. Chọn xong, các bạn nhấn đây để lưu lại. Đây, xem thử nhé. Rồi, tính năng tiếp theo, đó chính là tag cut video. Ví dụ như là video các bạn quay được, có một đoạn nào đó bị lỗi chẳng hạn. Hoặc là không hay chẳng hạn, các bạn muốn cắt bỏ đi thì sẽ làm như sau. Sẽ sử dụng tính năng tag nhé. Các bạn cứ tìm đến đoạn nào mà các bạn muốn tag. Ví dụ tôi sẽ tag từ đây chẳng hạn. Muốn tách thì các bạn sẽ nhấn vào, các bạn sẽ chạm chọn vào video, rồi các bạn sẽ thấy hiện ra các tùy chọn ở đây. Thì tính năng tách chính là split đây nhé, các bạn chỉ cần nhấn phát là video sẽ được tách ra thành hai đoạn như thế này. Các bạn có thể chọn đoạn nào mà các bạn muốn xóa thì chọn vào xóa đi, hoặc là muốn xóa đoạn giữa thôi chẳng hạn thì các bạn tách tiếp đến đây chẳng hạn. Muốn xóa đoạn này thì các bạn chọn vào đoạn này, sau đó là nhấn vào delete ở đây để mà xóa thôi, delete đây, đó, đã xóa đoạn đó đi rồi. Cắt video chính là như vậy, cực kỳ là đơn giản. Cắt ghép video chính là như vậy. Tức là nối các video với nhau hoặc là cắt bỏ những đoạn video không hay đi thì chính là như vậy. Các bạn có thể thu phóng thanh chỉnh sửa này. Kéo ngắn lại để cho nó tổng quan hoặc là kéo dài ra. Để mà các bạn chỉnh sửa cho chi tiết từng đoạn một, từng đoạn ngắn một. Đó, kiểu như vậy. Muốn xóa đoạn nào đi thì các bạn chọn vào, nhấn vào đây thôi. Đó, rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là các bạn có thể chèn nhạc vào nhé. Để mà chèn nhạc, các bạn tích ra bên ngoài này để mà hiện ra các công cụ tổng quan nhé. Rồi, để mà chèn nhạc thì các bạn nhấn vào audio ở đây. Đó.
Lúc này sẽ có một số tùy chọn như sau. Đầu tiên là sau, đây là các bạn chọn nhạc. Đây, ứng dụng này có rất nhiều nhạc để cho các bạn có thể lựa chọn. Các bạn có thể nhấn vào nghe thử. Khoảng là chọn theo chủ đề ở phía trên này. Nhạc rock hay là nhạc cover, nhạc du lịch, nhạc vlog chẳng hạn. Hoặc là các bạn muốn sử dụng nhạc riêng của các bạn, âm thanh riêng của các bạn thì các bạn sẽ chọn vào phần yêu sau đây. Sau đó các bạn chọn vào From Device. Đây, ở đây sẽ hiển thị hết tất cả các bản nhạc, tất cả các file âm thanh có trên điện thoại của các bạn. Tức là các bạn tải ở đâu đó về, âm thanh MP3 sẽ hiện ra ở đây hết, các bạn có thể chọn nhé. Sau đó các bạn cũng có thể nhấn vào nghe thử. Đó, nó như vậy thôi. Rất là đơn giản. Ví dụ tôi sẽ sử dụng âm thanh của hệ thống luôn. Nhạc Vlog chẳng hạn. Các bạn có thể chọn nghe thử xem bản nhạc nào hay thì các bạn có thể nhấn vào dấu cộng để mà thêm vào thôi. Đó, nhạc đã được thêm vào. Rất là đơn giản như vậy thôi. Giả sử như các bạn đã chặn nhạc vào, các bạn muốn xóa âm thanh của video gốc đi thì các bạn sẽ chọn vào phần video. Tức là chọn vào video, sau đó các bạn tùy chỉnh âm thanh. Đây, volume ở đây. Các bạn hạ âm lượng về 0 là âm thanh của video gốc sẽ được xóa bỏ đi, chỉ giữ lại âm thanh của phần nhạc thôi. Hoặc là không muốn xóa hoàn toàn thì các bạn có thể thu nhỏ đi. Đây, tóm lại là các bạn chỉnh sửa âm lượng ở đây là được, rất là đơn giản thôi. Rồi tiếp theo về phần nhạc này sẽ có tiếp tùy chọn là effect. Ở đây là các bạn chèn các hiệu ứng âm thanh nhé. Đây, hay là âm thanh tiếng cười. Ví dụ như các bạn cần chèn một số hiệu ứng vào làm cho video của bạn thú vị hơn thì các bạn có thể chèn vào tiếng cười ở đây. Đó, ví dụ các bạn muốn chèn tiếng cười thì chọn vào, chèn vào thế thôi. Rất là đơn giản. Phần tiếp theo đó chính là Extractor. Đây chính là các bạn sẽ sử dụng âm thanh của video trên điện thoại của bạn nhé. Ví dụ như các bạn muốn lấy âm thanh của một đoạn video nào đó thì các bạn sẽ chọn vào, thêm vào. Tự động sẽ trích âm thanh của đoạn video đó ra. Đó, tức là chỉ lấy âm thanh thôi, không lấy hình của video đó. Nó là như vậy. Tôi sẽ xóa bỏ đi nhé. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là Voice Over. Đây chính là thu âm nhé. Tức là các bạn muốn lồng tiếng vào video của bạn thì sẽ chọn vào tính năng này. Để ghi âm thì các bạn sẽ nhấn và giữ tay vào biểu tượng trước mic này nhé. Hello, chào các bạn nhé. Rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sun Gym. Đó, chỉ cần thả tay ra là sẽ kết thúc. Chúng ta nhấn vào dấu V đấy để lưu lại. Đây, cho các bạn nghe thử. Xóa nhạc này để dễ nghe nhé. Đó, như vậy thôi, rất là đơn giản. Mình sẽ xóa phần ghi âm này đi. Và đối với phần nhạc này các bạn cũng có thể cắt ghép và chỉnh sửa nhé. Giả sử như các bạn không muốn chèn vào đầu video thì các bạn có thể chạm tay vào, kéo vào giữa video. Tóm lại các bạn có thể kéo vào đoạn nào mà các bạn muốn chèn vào. Và ví dụ như các bạn không muốn lấy đoạn đầu của đoạn nhạc chẳng hạn thì các bạn có thể cắt bỏ đoạn đầu đi, cũng tương tự thôi. Các bạn chạm tay vào phần nhạc này, sau đó các bạn sử dụng tính năng Split ở đây để tách nhạc. Chọn vào phần đầu này, xóa bỏ đi. Đó, rất là đơn giản thôi. Các bạn cũng có thể kéo vào đầu hoặc là kéo vào phần nào mà các bạn thích, cực kỳ là đơn giản. Rồi, đó chính là phần nhạc. Rồi, tính năng tiếp theo cũng sẽ rất hay sử dụng đến, đó chính là phóng to thu nhỏ hình ảnh, phóng to thu nhỏ video. Thì các bạn sẽ chọn vào đoạn video nào các bạn muốn phóng to. Sẽ có hai kiểu phóng to các bạn nhé. Kiểu thứ nhất, giả sử như là các bạn muốn phóng to cả đoạn thì các bạn sẽ cần phải tách đoạn video mà các bạn muốn phóng to ra. Ví dụ tôi chỉ muốn phóng to một đoạn ngắn này chẳng hạn, tôi sẽ tách ra, chọn vào video Split, phóng đến đây thôi chẳng hạn, tiếp tục tách ra, chọn vào đoạn này muốn phóng to, các bạn cứ chạm vào video, sau đó là chạm hai tay vào màn hình video này, các bạn vuốt kéo ra sẽ phóng to lại. Sau đó các bạn có thể tùy chỉnh vị trí mà các bạn muốn lấy hình ảnh. Đó, như vậy thôi. Bây giờ video sẽ như thế này. Đây, đoạn này là phóng to. Hết phóng to, đó là như vậy. Và có một kiểu thu phóng nữa, đó chính là thu và phóng dần dần lên, chứ không phải là cả đoạn như vậy. Tính năng đó là như sau. Các bạn hãy chạm tay vào đoạn video mà các bạn muốn phóng to. Sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng hình thoi có dấu cộng ở đây nhé. Tức là muốn phóng to tới đoạn này. Cho đến đoạn này chẳng hạn, các bạn tiếp tục nhấn vào dấu cộng, tiếp tục nhấn vào hình thoi ở đây. Rồi, các bạn thu phóng, các bạn kéo để phóng to lại như thế này chẳng hạn, thì video này sẽ bắt đầu phóng to từ hình thoi thứ nhất sang hình thoi thứ hai. Và các bạn muốn đoạn này sẽ nằm yên như vậy chẳng hạn thì các bạn tiếp tục nhấn vào hình thoi, sau đó
đến đây. Sau đó các bạn muốn video của bạn sẽ thu nhỏ từ hình thoi này cho đến đoạn này chẳng hạn, tiếp tục cộng vào hình thoi ở đây. Rồi các bạn thu vào trở lại bình thường như vậy. Đó. Rồi, bây giờ video này sẽ như sau. Đó, nói chung là rất đơn giản thôi, các bạn làm sẽ tự hiểu vấn đề. Rồi, một tính năng tiếp theo đó chính là tính năng thay đổi tốc độ nhé. Có nghĩa là các bạn muốn tua nhanh, tua chậm cho video chẳng hạn, thì các bạn cứ chọn vào đoạn video nào mà các bạn muốn thay đổi tốc độ nhé. Hoặc là chỉ muốn thay đổi một đoạn ngắn thì các bạn tiếp tục tách ra. Các bạn chọn vào đoạn video các bạn muốn thay đổi tốc độ, sau đó các bạn chọn vào tính năng Speed ở đây. Và ở đây sẽ có hai kiểu thay đổi tốc độ. Kiểu thứ nhất đó chính là Normal, đây chính là kiểu bình thường, tức là tốc độ sẽ đều cả đoạn video. 1x là tốc độ bình thường, không nhanh không chậm nhé. Dưới 1x sẽ là tua chậm video, trên 1x là tua nhanh video. Ví dụ tôi để tua nhanh chẳng hạn, ví dụ tôi sẽ để 3x đi. Rồi, nhấn vào V để lưu lại. Đây, xem thử thành quả nhé. Hoặc là cho nhanh hơn đi. Như vậy xem sao. Đó, nó như vậy. Rồi, mình sẽ trở lại nhé. Rồi, kiểu thay đổi tốc độ thứ hai đó chính là cut ở đây. Thì kiểu này tốc độ sẽ theo đường cong các bạn nhé. Có nghĩa là tốc độ sẽ lúc nhanh lúc chậm theo kiểu hình 6 này. Các bạn có thể chọn một kiểu nào đấy các bạn muốn dùng. Ví dụ tôi chọn kiểu này chẳng hạn. Đây, các bạn xem thử thành quả. Đoạn này rất chậm. Xong đoạn này lại rất nhanh. Xong lại rất chậm. Đó, kiểu này là như vậy. Có thể giúp các bạn tạo ra những thước phim rất là hấp dẫn và chuyên nghiệp. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng volume. Đây là để các bạn chỉnh âm lượng cho video thôi. Lúc nãy mình cũng đã giới thiệu qua cho các bạn rồi. Các bạn muốn thay đổi âm lượng cho video thì các bạn chọn vào. Thay đổi âm lượng cho đoạn nhạc này thì các bạn tiếp tục chọn vào phần nhạc này. Và chọn vào volume. Ồn quá, mình sẽ xóa nhạc đi nhé. Này bạn ơi, xem video thì like đi. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng Animation. Đây chính là hiệu ứng hoạt hình cho video ra vào. Kiểu như vậy, đây. In là kiểu hiệu ứng vào của video. Các bạn có thể thay đổi tốc độ của hiệu ứng, nhanh hoặc là chậm. Đó, rất nhiều hiệu ứng luôn, các bạn có thể lựa chọn. Xem là video vào kiểu gì. Đó. Rồi, còn Out đó chính là hiệu ứng kết thúc đoạn video. Cũng tương tự, các bạn chọn kiểu hiệu ứng, sau đó là tùy chỉnh tốc độ. Đó. Rồi, tiếp theo đó chính là combo. Đây là cho cả đoạn video, hiệu ứng cho cả đoạn chứ không phải là chỉ riêng ra vào đâu nhé. Đó, phần này các bạn thích thì có thể sử dụng, còn không thì thôi. Cái này chắc cũng ít sử dụng thôi. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là delete, là các bạn xóa đoạn video rồi. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là edit, là để các bạn chỉnh sửa khung hình video. Ở đây sẽ có một số tính năng như sau. Đầu tiên là dấu text, là các bạn xoay video thôi. Giả sử như video các bạn quay về nó bị ngượng chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng tính năng này để mà xoay lại cho đúng kiểu như vậy. Tiếp theo đó chính là mirror, ở đây là để các bạn đảo chiều video. Giả sử như các bạn quay video về nó bị đảo chiều, giống như kiểu nhìn trong gương ấy, thì các bạn có thể sử dụng tính năng này để mà đảo lại. Tính năng crop là để các bạn cắt xén video thôi. Đây, nó như vậy. Đó, nó như vậy. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng mask. Đây là tính năng để các bạn chèn mặt nạ, tức là chèn một lớp nền vào phía trên video. Đây, các bạn có thể xem thử. Đó, sẽ chan một lớp lên vào phía trên video và sẽ tạo ra hiệu ứng video của bạn sẽ nằm ở hình này, nó kiểu như vậy. Nếu các bạn muốn sử dụng thì có thể sử dụng, còn không thì thôi. Cái này chắc cũng ít sử dụng thôi. Rồi, tính năng tiếp theo
Đó chính là tính năng chưa dấu marquee. Đây chính là tính năng tách phông nền, kiểu như là tách nền xanh để ghép vào video khác chẳng hạn, thì sẽ là tính năng này. Tuy nhiên thì không hiểu làm sao tính năng này của tôi đang bị lỗi hay sao ấy, không dùng được hay sao ấy. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng Gplace. Đây chính là tính năng thay thế đoạn video, có nghĩa là khi mà các bạn đã thêm một đoạn video nào đó vào rồi, các bạn không muốn sử dụng đoạn đó nữa, muốn thay thế bởi một đoạn khác, thì các bạn có thể chọn vào đoạn video đó, sau đó là các bạn chọn vào tính năng Gplace ở đây, sau đó là các bạn chọn một video khác thay thế vào, muốn sử dụng video nào thì các bạn chọn ở đây, sau đó các bạn chọn đoạn nào mà các bạn muốn thêm, nhấn copy phân để mà thêm vào là xong. Đó, tính năng này là như vậy. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là tính năng filter. Đây là các bạn tùy chỉnh hiệu ứng màu sắc, ánh sáng các kiểu thôi. Đây, các bạn có thể lựa chọn rất nhiều kiểu màu sắc, ánh sáng. Đó, nó như vậy. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là tính năng iZoc. Đây cũng là để thay đổi ánh sáng cho video. Đó, điều chỉnh ánh sáng hay là màu sắc các kiểu, điều chỉnh độ sáng, độ bão hòa, mọi thứ cho video thôi. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là Opacity. Đây là tính năng làm mờ video. Đây, thực ra đây là làm mờ thôi nhé, chứ không phải là làm cho video tối đi đâu. Có nghĩa là nếu như video của các bạn có hai lớp chẳng hạn, thì các bạn làm mờ lớp phía trên thì sẽ thấy lớp phía dưới hiện ra. Chẳng qua là đây là bên dưới là nền đen cho nên là sẽ thấy video tối đi. Thực tế đây chính là làm lớp của video mờ đi, nó là như vậy. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là tính năng Beauty. Đây chính là tính năng làm đẹp, thì tính năng này sẽ làm cho da mặt của chúng ta thêm mịn màng hơn, đó là như vậy. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng Voice Effect. Đây chính là thay đổi hiệu ứng cho giọng nói các bạn nhé. Ví dụ giọng gốc của tôi là như thế này. Hello chào các bạn nhé, mình sẽ đưa các bạn. Đó, các bạn có thể thay đổi hiệu ứng ở đây. Hello chào các bạn nhé, mình. Đó, thay đổi giọng nói như vậy, tính năng này là như vậy. Không muốn sử dụng thì các bạn nhấn vào đầu tiên này, nâu này. Đó, như vậy thôi. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là copy. Thì đây là sao chép đoạn thôi. Ví dụ muốn sao chép đoạn này, các bạn nhấn vào copy phát sẽ được nhân đôi thành hai đoạn luôn. Đó, nó như vậy. Tôi sẽ xóa đi. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là tính năng, đó chính là tính năng reverse. Đây chính là tính năng tua ngược video các bạn nhé. Đây, ví dụ tôi sẽ chọn một video để tua ngược, một đoạn video để tua ngược. Cũng tương tự thôi, các bạn muốn tua ngược một đoạn ngắn nào đó chẳng hạn thì các bạn sẽ tách đoạn ra rồi tua nhé. Đây, tôi sẽ tách đoạn này ra. Tách đoạn này ra. Rồi, tôi chỉ tua đoạn ngắn này thôi. Nhấn vào Zipper đây để mà tua ngược. Rồi, xem thành quả nhé. Đó, đi lùi đó, đó chính là tua ngược. Đó, tính năng này như vậy. Rồi, tính năng tiếp nữa đó chính là tính năng freeze ở đây. Đây chính là tính năng đóng băng video các bạn nhé. Có nghĩa là thế này. Các bạn chọn một đoạn nào đó, rồi các bạn chọn tính năng này. Hệ thống sẽ tự động tách ra một tấm ảnh chụp từ video đó chèn tại vị trí này. Thì khi đó video sẽ phát như thế này. Đang phát thì sẽ dừng. Đó, sau đó phát tiếp. Người ta gọi là hiệu ứng đóng băng. Các bạn có thể tùy chỉnh lại tấm ảnh này, muốn thời gian ngắn hơn thì các bạn có thể kéo hình ảnh này ngắn lại, thế thôi, cực kỳ là đơn giản. Đó, tính năng là như vậy. Rồi, đây chính là một số tính năng để mà chúng ta chỉnh sửa từng đoạn video riêng biệt nhé. Có nghĩa là các bạn sẽ nhấp chọn vào từng đoạn video này mới thấy những tính năng này, và những tính năng này chỉ cho phép chúng ta tùy chỉnh từng đoạn video ngắn này thôi. Muốn chỉnh sửa đoạn nào thì các bạn phải chọn vào đoạn video đó, sau đó mới hiện ra các tính năng để mà tùy chỉnh riêng cho từng đoạn đó. Ngoài ra ở đây sẽ có một số tính năng chung như sau, tức là các bạn sẽ không chọn vào đoạn video nào nhé, thì ở đây sẽ có một số tính năng ở đây. Đây là các tính năng chung cho cả video hoặc là từng đoạn nhỏ thì tùy các bạn. Đầu tiên đó chính là edit, là đây chính là để chọn từng đoạn rồi để mà chúng ta chỉnh sửa từng đoạn video. Thứ hai là audio, là để chúng ta chèn nhạc vào, thì lúc nãy mình cũng đã chỉ các bạn rồi. Tính năng thứ ba đó chính là tính năng text, đây là để các bạn chèn văn bản vào, rất là đơn giản thôi. Sun Gym chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như vậy. Đó, đây chính là tính năng chèn văn bản. Các bạn có thể xoay hoặc là thay đổi kích thước tùy các bạn, hoặc là chọn vào văn bản. Ở đây sẽ có style, là để các bạn thay đổi kiểu phong cách cho chữ, phông chữ các kiểu. Nói chung là rất nhiều kiểu để cho các bạn có thể
xử lý hình ảnh, xử lý văn bản, trang trí văn bản. Đó. Rồi tiếp đến đó chính là tiếp theo đó chính là sticker. Đây là các bạn chèn biểu tượng mặt cười vào video. Đó, rất là đơn giản. Rồi tính năng tiếp theo đó chính là overlay. Đây là tính năng chèn lớp nhá, có nghĩa là các bạn có thể chèn một lớp video vào phía trên hoặc là hình ảnh nào đó thì các bạn có thể chọn vào tính năng này. Add overlay. Rồi các bạn có thể chọn một video chèn vào phía trên chẳng hạn. Chọn vào video sau đó add để thêm vào. Đó như vậy thôi. Video chèn vào phía trên các bạn cũng có thể thu phóng, chỉnh lại kích thước hoặc là thay đổi vị trí tùy các bạn. Muốn đầy video chẳng hạn hoặc là chỉ muốn chèn vào một góc nào đấy thôi. Xoay lại. Đó, ví dụ như vậy. Đó. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng effect. Đây là để các bạn chèn hiệu ứng vào video. Đây. Nó sẽ thế này. Đây các bạn có thể xem có rất nhiều hiệu ứng đây. Hay là đây. Cực kỳ nhiều luôn. Thêm hiệu ứng nhấp nháy các kiểu. Vô cùng là đẹp. Đó. Đây, hiệu ứng sẽ các bạn muốn chèn hiệu ứng vào đoạn nào thì có thể kéo chọn ở đây. Rất là đơn giản. Hoặc muốn hiệu ứng dài ra thì các bạn kéo dài ra. Muốn cả toàn bộ video thì các bạn kéo cho đây toàn bộ video. Đó, rất đơn giản. Nhưng tính năng chung này thì có một đặc điểm là các bạn có thể kéo để mà áp dụng với tất cả các đoạn video đó. Các bạn sẽ thấy là nó chung vào đoạn video nào thì nó sẽ được áp dụng đối với đoạn video đó luôn, cực kỳ là đẹp. Nói chung là có rất nhiều hiệu ứng các bạn có thể lựa chọn, tạo bóng, tiệm tùng, xạo xượng cổ điển, các kiểu nhiều lắm, các bạn tùy chọn nhé. Các bạn cứ nghiên cứu nhé. Rồi tính năng tiếp nữa đó chính là filter. Đây là tiếp tục là để các bạn tùy chọn hiệu ứng của ánh sáng, màu sắc thôi. Cũng tương tự như tính năng chọn cho từng video đấy thôi. Chẳng qua là đây sẽ áp dụng cho cả đoạn video. Đó, khi các bạn thêm vào sẽ thấy hiện ra ở đây. Cũng có thể kéo dài ra để áp dụng cho nhiều đoạn video thì tùy các bạn. Rồi, tính năng tiếp theo đó chính là tính năng format. Đây là để các bạn tùy chỉnh kích thước, tỷ lệ kích thước cho video 96, 169 chẳng hạn. Tuy nhiên thì tính năng này không hiểu sao mình thấy rất là đơ, không sử dụng được. Cho nên là các bạn tự nghiên cứu thêm nhé. Rồi tính năng tiếp theo đó chính là tính năng Canva. Thì tính năng này có chức năng là thay đổi nền cho video thôi. Tức là nền phía sau video. Có thể là chọn nền màu, chọn màu sắc, ví dụ màu đỏ chẳng hạn. Hoặc là chọn theo kiểu background là chọn nền từ hình ảnh. Nhấn dấu cộng ở đây để thêm hình ảnh riêng của các bạn chẳng hạn. Đó là như vậy. Như vậy chẳng hạn. Hoặc là blue là để các bạn chèn nền một lớp mờ lấy từ video ở lớp phía sau, nó như vậy. Nền có nghĩa là sao thì đây. Ví dụ như video của các bạn đang đầy màn hình như thế này thì có thể là không thấy nền. Tuy nhiên thì nếu như video của các bạn nhỏ thì sẽ thấy nền ở phía sau, đó là như vậy. Cho nên là khi mà video của các bạn luôn đầy màn hình thì thực ra nền cũng không cần thiết lắm đâu. Cho nên là các bạn có thể để màu đen là chuẩn nhất nhé. Màu đen tức là như thế này. Đó. Phần Canva chính là nền như vậy. Rồi tính năng tiếp theo nữa đó chính là IZOC. Đây là tiếp tục tùy chỉnh ánh sáng cho video thôi. Độ bão hòa các kiểu cho video. Cũng tương tự như chỉnh từng đoạn video mình đã giới thiệu trước đó cho các bạn. Đó. Tuy nhiên thì cái này nó lại áp dụng đối với toàn bộ video chứ không phải là từng đoạn. Chứ không phải là chọn vào từng đoạn để sửa. Cũng tương tự các bạn muốn áp dụng cho toàn bộ video thì kéo phần Isaac này dài ra. Đó thế thôi, cực kỳ là đơn giản. Đó hết rồi, các tính năng chỉnh sửa video trên ứng dụng này chỉ như vậy thôi. Mình thấy rằng là với những tính năng này cũng quá đủ để mà chúng ta làm vlog, làm YouTube rồi. Còn trường hợp mà các bạn muốn dựng phim điện ảnh này nọ thì chắc chắn là sẽ chưa đủ đâu. Nhưng mà chỉ để làm vlog bình thường, cắt ghép chỉnh sửa thêm hiệu ứng này nọ thì có đầy đủ hết rồi, nó chỉ như vậy thôi. Rồi ok, sau khi các bạn đã chỉnh sửa xong, muốn lưu video lại, xuất video về máy thì các bạn sẽ nhấn vào dấu mũi tên ở góc màn hình này. Đó, tại đây các bạn có thể tùy chỉnh độ phân giải cho video 480p hay là 720p hay là 1080p. Và đây là tỷ lệ khung hình cho video. Ví dụ chọn 30 khung hình trên giây chẳng hạn. Đó, sau đó các bạn nhấn vào Airport để tiến hành xuất video về. Đây, video đang trong quá trình xuất rồi nhá. Các bạn đợi khi nào mà ở đây chạy hết là xuất thành công. Rất là đơn giản thôi.
Rồi, như vậy là đã xuất thành công các bạn nhé. Có thể nhấn vào Done để mà thoát ra. Rồi, vậy thì video xuất từ ứng dụng này sẽ được lưu ở đâu? Thì các bạn cứ vào file của bạn nhé. Sau đó là các bạn có thể vào video sẽ tìm thấy thôi. Đây, nó nằm ở trong thư mục camera luôn đây. Đó, rất là đơn giản. Hoặc là các bạn không biết nằm ở thư mục nào thì các bạn cứ mở máy ảnh của các bạn ra. Rồi xem danh sách ảnh. Xem video gần nhất, sau đó các bạn nhấn vào ba dấu chấm này, xem chi tiết sẽ biết được thư mục đang lưu trữ. Đây, bộ nhớ trong CIM camera đó. Là như vậy. Rồi ok, chỉ như vậy thôi. Các bạn tự khám phá thêm nhá. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like nhá. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ngay để mà luôn nhận được video mới nhất từ kênh Sơn Gym nhá. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.